Alo, cái video ngày hôm nay là dành cho những anh trong nghề nha. Những anh chủ bãi nè, chủ ra la nè. Nói chung là cái lam ủi này là những cái xe máy đào đi về miền Tây. Đó, mấy ảnh không có cần sử dụng thì tháo ra em kim trừ tiền lại. Nhưng em quay lên đây để cho anh chị mình biết là mặt hàng này em đang có rất là nhiều. Đó, tầm khoảng mười mấy cái lận. Thông thường thì cuối năm em sẽ thanh lý, mà bữa nay nó chặt quá đi, em thanh lý rằng em về hàng. Đó, thì khi mà mấy anh nhập về á, nó có những cái lam mà không may nó bị xấu đó. Đó, thì mấy anh có thể mua cái này liên hệ cho em Kim đó, để mà mình có thể là gắn cái lam nó đẹp lên cái xe mình, nó liền lạc hơn đó. Cho nên là mấy anh chủ bãi thì thông thường là sẽ sử dụng nhiều đó. Còn mấy anh miền Tây á, mà đi phà đồ này kia không có xài này á, mà bữa nay phà nó không cho móc đất ở dưới sông rồi đó, muốn lên bờ thì muốn gắn lam á, thì liên hệ lại với em. Bây giờ nó một đống vậy em không có biết anh nào của anh nào đâu đó, nhưng mà anh nào cần xài thì cứ liên hệ số hotline 0966 340 640 đó. Lam thì nó có là lam Hitachi nè, đó Hitachi, lam Sumi, đó lam này lam của thằng Sumi nè, đó rồi Hitachi, rồi Kobe, đó rồi nhiều cái loại lam khác như mấy cái lam nhỏ nhỏ nè, đó bình thường mấy anh về miền Tây là mấy ảnh tháo bỏ lại hết đó, dài dài để quá trời quá đất luôn, bây giờ chặt chỗ rồi em thanh lý. Thì giá thì em thanh lý thì nó rẻ thay vì mấy anh mua 2 KT là cũng hết 5-7 triệu rồi. Em bán một cái lam thì nhỏ nhỏ là giá, nói chung mức giá là từ khoảng 5 triệu nè, 7 triệu, 10 triệu tùy theo cái lam nha. Nhưng mà hầu như những cái lam này toàn là lam đẹp hết, là vì hàng này là hàng nghĩa địa, tháo từ trên xe, khách hàng mua xe rồi tháo ra chứ không phải chặt thịt chặt thiết gì đâu nha. Đó, cho nên là nhìn là sẽ biết ngay. Đó, cho nên là anh chị cô dì chú bác chủ bãi gala nào đang có nhu cầu thay đổi cái lam để xe mình nó chắc chắn hơn, nó đẹp hơn thì liên hệ em Kim nha. Đó, 0966 340 640 là cái số hotline bên nhà em Kim nha. Đấy, như mấy cái lam này lam của Hitachi nè. Đó, lam này lam của Kobe. Kobe 130. Đó, cái này thì lâu quá quên rồi, không biết của xe nào. Cái này là của 75 nè, 75 Hitachi nè, Kobe nữa nè. Đó. Rồi cái này là của con Sumi Tomo. Đấy, trong kia thì cũng là Hitachi. Hai cái thằng trong kia là Hitachi. Con này Kobe 40 50 gắn vừa. Còn mấy cái nhỏ nhỏ này thì chắc 35-40 gì đó cũng của Kobe luôn. Còn mấy cái lam bên kia là Kobuta. Đó, Kobuta U50 rồi đó. Là khách hàng về miền Tây là sẽ không có lấy. Nhưng mà lam thì trong cái tình trạng còn đẹp nha, chứ không phải xấu nha. Chỉ có cái này nó xấu quá, nhưng mà mấy cái này thì tôi nói nó đẹp nha. Nhìn thì mình biết liền nha. Đó, góc cạnh còn rất là đẹp, bạc ắc còn rất là ok luôn. Ti bọng nè. Đó, hầu như là cái nào nó cũng còn ti hết á. Cái nội 2 cái ti là mình thấy là đủ vốn rồi. Đó, cái này như là của 40 nè, Kobe 50-40 nè. Đó, vì vậy mà anh chị nào mà đang có nhu cầu thì liên hệ gấp cho em ha, 0966 340 640.